Dạ Tường chào cô chú bác anh em gần xa. Bữa nay Tường tiếp tục lên clip mới nữa nha cô chú. Mà bữa nay Tường được 12 cây nguyệt quế với 12 cây mai với mà bông trăng sen nhật. Tường xin giao lưu với chú bác anh em gần xa. Quê quán của Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của Tường là 0949866039. Số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Tường cảm ơn cô chú mấy clip vừa rồi cũng ủng hộ cho Tường, Tường mang ơn rất là nhiều. Dạ Tường vô cây số 1 là Tường mai nha cô chú. Tường được 2 cây mai. Mai vàng nha cô chú. Mai 5 cánh. Mai vàng, được 2 cây mai vàng. Cây này cây mã số 1. Rồi để mình báo cái chiều cao nghe cô chú. Chiều cao là nó được là 54. Chiều cao 54. Cây mã số 1 là cây mai vàng nghe cô chú. 1, 2, mai vàng hết trơn. Đó. Hoành là được 29. Hoành 29 nghe cô chú. Đó tại vị trí đó. Đó cái củ cho cô chú biết cái củ là nó được 50. Củ 50. À, cái này cây ba vàng, cây mã số 1 là từng ba sống bao ship toàn quốc, là giá là 1.500.000 nha cô chú. Này gì cô chú cắt cục cục ghép vô cho bột xài. Quên chỉ cho cô chú biết chỗ này nha. Chỗ này nó bị cái mặt cắt. Mặt cắt mà nó bị lạng. Đó, nó không thành vấn đề chứ đó. Là cây mã số 1, cây mã vàng là giá là 1.500.000 từ bao ship tận nhà cho cô chú luôn. Đấy rồi từng đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 2. Cái này bự nghe cô chú, đế tròn vo ha, một cục vậy đó. Nó nằm trong cái lu. Cây mã số 2 nghe cô chú. Đó, cô chú nhìn ở trong hình sao là Tường giao cây cho cô chú là y gan như vậy luôn đó. Cái này cây mã số 2. Này gì, để gì ghép chơi còn mấy gì, để gì nó ra chơi cũng được nghe cô chú. Bonsai cũng đẹp lắm. Chiều cao lại nó được là 99. Chiều cao 99. Nó có tán ngang nhẹ trên nghe cô chú. Là nó được 47. Tán ngang nhẹ trên được 47. Cây không hư hao nghe cô chú. Cây này cây mã số 2. Mã vàng. Đẹp lắm cô chú ơi. Chứ không có xấu. Rồi hoành tại vị trí này nó được 37 nghe cô chú. Hoành 37. Một thân đó. Còn hai thân. Hai thân này nó được 56. Cái thân này là cái thân giảm cây này cây mẹ bông con nó dính liền nghe cô chú nè. Ừ, một thân mà nó bên đây nhánh nhỏ, bên đây nhánh bự mà đều nó dính liền chứ hả. Đó thử cái nồi đế nghe cô chú. Đây đo cái nồi đế là nó được là 83. Đó đo cái đế là được 83 đó. Đó đây cho cô chú coi cái kỹ. Cây sạch cây. Mai vàng. Cây rất là khéo cô chú ơi. Này các bông sai đẹp lắm nha cô chú. Dạ rồi cây này cây mai vàng. Cây mã số 2 là 6.300.000 nha cô chú. Là 6.300.000. Từ bao ship luôn đó. 6.300.000. Cây trồng trong lưu rất là đẹp cô chú ơi. Dạ rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là Tường qua nguyệt quế nha cô chú. Tường được 12 cây nguyệt quế lại sống khỏe 100% luôn. Lá sẵn bông chùm nghe cô chú. Cây này cây mã số 3. Tiếp tục mã số 3. Cô chú chốt cài nhớ chốt cây nhớ ngày nhớ mã số. Sợ nó nhầm lẫn. Rồi chiều cao là đưa được là 76. Lá sẵn qua chùm. Chiều cao 76, dáng thế có sẵn dễ chơi. Đây. Hoàn tại vị trí này được 30. 1.300.000 cây mã số 3. Rồi, đó cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 4. Rồi để coi nghe cô chú. Chiều cao được 71.
Mã số 4. Hoặc là được 29. Mã số 4. Vẫn lại 1.300.000. Giá này từng bao giờ phí ship luôn rồi nghe cô chú. 1.300.000 cái mã số 4. Rồi. Rồi mã tiếp theo là mã số 5. Cây sống khỏe trăm trăm. Có dáng khỏe sẵn, rất là dễ chơi. Nhìn cây có duyên lắm cô chú ơi. Chiều cao là được 54. Lá sắn qua chùm nghe cô chú. Rồi hoành là được 28. 1.200.000 cái mã số 5. Rồi đó cái. Rồi tiếp theo là mã số 6. Chiều cao là được 62. Cây rất có duyên của chú nhìn kìa. Hoặc là được 28. Mã số 6 1.300.000 nha cô chú. Rồi ok. Tiếp theo là cây mã số 9. Ủa mã số 7 chứ lộn. Tiếp theo là cây mã số 7. Chiều cao là được là 59. Bó lại nó cao lắm nha cô chú. Hoành là được 28. 1.200.000 cây mã số 7. Rồi đó cây. Mã tiếp theo là mã số 8. Đây có duyên của chú ơi. Chiều cao được 49. Vì cái này cô chú định hình lại cây lại nuôi già tháng là đẹp cây nghe cô chú. Cây mã số 8. Này đo vị trí này được 30. Đo tại đó đó, 30. Cái mã số 8 1.300.000. Rồi ok. Rồi tiếp theo là cây mã số 9. Mã số 9. Chiều cao được 44. Đây cây này nó bị cái thẹo chỗ này nghe cô chú. Ta làm cỏ gì ta chặt vô. Nhưng mà tự xử lý là không bao giờ ảnh hưởng vô nữa. Cái này cây mã số 9. Quả này được 28. Co lắc rất là có gì nghe cô chú. 1.200.000 cây mã số 9. 1.200.000 nghe cô chú. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo là mã số 10. Chiều cao đều được 69. Và được 33. 1.300.000 cây mã số 10. Cây đẹp gà nghe cô chú. Rồi mã số 10 1.300.000. Rồi.
Rồi mã số 11. Chiều cao được 79. Tán ngang nhẹ nghe cô chú. Được 44. Hoành được 28. 1.200.000 cây mã số 11. Rồi, đó kìa. Rồi tiếp theo là cây mã số 12. Bông sai đẹp. Cưng lắm nghe cô chú. Chiều cao được 46. Hoành được 28. Cây mã số 12 là 1.300.000. Rồi đó chạy. Rồi mã tiếp theo là cây mã số 13. Chiều cao được 72. Hoành được 29. Hoành 28. Hoành nó tại chỉ này 28. 1.300.000 luôn cái mã số 13. Mã số 13 là 1.300.000 luôn. Rồi. Rồi tiếp theo là cây mã số 14. Mã số 14 nghe cô chú. Cây dáng thế của chú kìa, coi kìa, khéo. Chiều cao hạo vị trí này được 60. Hoành được 25. Cái này hơi nhỏ hoành nhưng mà dáng thế đẹp nha cô chú. Chỗ này nó bị cái lỗ nhẹ. Bị dáng thành đá nhẹ. 1.200.000. Cái mã số 14 1.200. Không thành vấn đề cái gì cho nghe cô chú. Rồi đó cây. Rồi hết người quế rồi nghe cô chú. Qua bông trang, tự được hai cái bông trang vàng lá nhỏ. Trang vàng lá nhỏ được 2 cây. Rút chậu nghe cô chú. Nằm trong chậu, từ rút chậu. Tán ngang được 33. Chiều cao thì được 26. Trang vàng lá nhỏ màu vàng, bông chích chích nhóc chân. Rồi đó đó hạo vị trí này được 20 hoành nghe cô chú, 20 hoành. Trang vàng đó. 500.000 nghe cô chú. 500.000. Cái mã số 15. Mã số 15 là 500.000. Được. Tiếp theo là mã số 16. Vàng luôn nghe cô chú, trang vàng luôn. Được 2 cây trang vàng đó. Mã số 16. Tán ngang nhẹ nhẹ là được 26. Chiều cao là được 34. Đang nụ nhóc chân nghe cô chú. Đó. Cây mã số 16 trang vàng. Đo tại vị trí này được 24. Đó. Một cục mà ba thân nha cô chú. Đó. Đó, một nhánh đó mà ba thân đó. Một cục luôn. 500.000 luôn nghe cô chú. 500.000 luôn. Cây mã số 16. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 17. Tường được 4 cây trang sen nhật nha cô chú. Trang sen nhật 4 cây. Tán ngang là 25. Chiều cao là 27.
Trang sang Nhật đẹp lắm nha cô chú. Quanh là được 15. Nguyên cái cũ nha cô chú, nguyên cái cũ này nè bự lắm. 500 ngàn luôn, cái mã số 17. Sen Nhật 500. Rồi đó coi. Tiếp theo là mã số 18. Tán ngang được 30. Chiều cao 28. Đẹp lắm nghe cô chú, đó một cục đế gì đó. Quanh được 16. Còn cái cũ đế của nó khoảng 30 ba mấy nghe cô chú. Bự lắm, cũ của nó vậy. 500 ngàn nghe cô chú. Cây mã số 18, 500 ngàn. Rồi. Rồi cây mã số 19. Tán ngang được 28. Chiều cao là 26. Để đều lắm cô chú ơi. Quả là được 17. À, coi nhìn cái đế nghe cô chú rất là khéo. 550 ngàn, 500 gữ đó. Cây mã số 19 là 500 gữ. Rồi đó coi. Rồi cái mã số 20 là mã hết nếp. 20 cây nghe cô chú. Tán ngang là 28. Chiều cao cũng 27. Một cục đế nha cô chú. Chơi bonsai đồ bông đẹp lắm cô chú ơi. Bông trang sen Nhật. Hoặc là được 17. Đế kìa, nó đều cho nghe cô chú. Hiếm lắm nghe cô chú, cây rất khéo. Mã số 20 là mã hết clip là 500 gữ. 550 ngàn. Rồi hết clip Tường cảm ơn cô chú bác anh em gần xa mấy clip vừa rồi cũng đã ủng hộ cho Tường mang ơn rất là nhiều. Quê quán của Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của Tường là 0949866039. Số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ hẹn cô chú bác anh em gặp Tường lại clip sau ạ. Dạ Tường xin chào.